Thưa quý vị, mặc dù các hãng hàng không đã bắt đầu áp dụng khung giá trần, thế nhưng để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch cho giai đoạn cao điểm hè đang đến gần, hãng Việt Nam Airlines vừa triển khai chương trình ưu đãi giáp giá lớn nhất năm chào hè 2024 cho các hành trình bay nội địa và quốc tế từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 2024. Theo đó, khách hàng có thể mua vé đồng giá nội địa với mức giá chỉ từ 1.099.000 đồng một chặng đã bao gồm thuế phí để đi nhiều điểm du lịch hấp dẫn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Quy Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc. Ngoài ra, các hành trình khứ hồi từ Việt Nam đi quốc tế cũng được triển khai giá ưu đãi với mức giá thấp nhất chỉ từ 4 triệu 300 ngàn đồng đã bao gồm thuế phí. Giá vé đối với các chặng bay nội địa và quốc tế trong chương trình này đã bao gồm thuế, lệ phí và áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ ngày 5 tháng 4 năm 2024 đến ngày 28 tháng 12 năm 2024 có điều kiện kèm theo đối với một số giai đoạn cao điểm. Khách hàng có thể mua vé tại website, ứng dụng di động, các phòng vé đại lý chính thức của Vietnam Airlines trên toàn quốc.